chào quý vị và các bạn đến với bản tin dự báo khí tượng thủy văn của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng. Thú vị cho các bạn, mở đầu bản tin ngày hôm nay là thông tin xâm nhập mặn. Vào ngày 15 tháng 2, độ mặn cao nhất trên sông Hậu tại Trần Đề đo được ở mức là 15,9 phần ngàn, tại Long Phú là 12,2 phần ngàn, tại Đại Ngãi là 6,5 phần ngàn. Trên sông Mỹ Thanh tại Thạnh Thế Thuận, độ mặn đo được là 10,6 phần ngàn, tại Sóc Trăng là 1,9 phần ngàn, An Lạc Tây 3,3 phần ngàn, Thạnh Phú là 1,7 phần ngàn và tại Ngã Năm là 0 phần ngàn. Bà con nông dân cần lưu ý thường xuyên kiểm tra độ mặn trên sông rạch trước khi lấy nước bơm tưới. Tiếp theo là phần xu thế thời tiết hiện tại và tương lai. Trong 24 giờ tới, khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng bởi rìa nam áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu, di chuyển ra phía đông và biến tính dần. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ và Trung Trung Bộ hoạt động mạnh hơn và có xu hướng lấn yếu về phía Tây. Gió Đông Bắc có cường độ trung bình. Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long được dự báo là mây thay đổi, đêm nay không mưa, chiều mai có mưa rào vài nơi, sáng sớm có nơi có mù nhẹ, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 24 cho đến 26 độ và cao nhất là từ 32 cho đến 34 độ. Đối với khu vực tỉnh Sóc Trăng, được dự báo là mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ các nơi trong tỉnh dao động trong khoảng từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình là 70%. Dự báo thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau được dự báo là mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, có lúc cấp 5, biển bình thường. Dự báo thủy văn, tại Đại Ngãi vào ngày 17 tháng 2, con nước lớn sẽ lần lượt xuất hiện vào lúc 2 giờ 30 phút và 16 giờ, ở mức là 1m78 và 1m73. Con nước ròng lần lượt xuất hiện vào lúc 11 giờ và 22 giờ. Ở mức là âm 1,45m và 0,25m. Tại Trần Đề, vào ngày 17 tháng 2, con nước lớn sẽ lần lượt xuất hiện vào lúc 2 giờ 30 phút và 16 giờ, ở mức là 1m78 và 1m73. Con nước ròng lần lượt xuất hiện vào lúc 11 giờ và 22 giờ, ở mức là âm 1,45m và 0,25m. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo khí tượng thủy văn của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.